Thưa quý vị, sáng nay Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức lễ công bố quyết định về công tác cán bộ. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trung Dinh dự và trao các quyết định. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố bổ nhiệm ông Bùi Hồng Trung, Phó Giám đốc phụ trách Sở Giao thông Vận tải, giữ chức vụ Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thời hạn 5 năm kể từ ngày công bố quyết định. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố bổ nhiệm bà Lê Thị Thục, trưởng phòng quản lý công nghệ, sở khoa học và công nghệ, giữ chức vụ phó giám đốc sở khoa học và công nghệ thời hạn 5 năm kể từ ngày công bố quyết định. Phát biểu tại buổi công bố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh chúc mừng các cán bộ vừa được bổ nhiệm, đồng thời bày tỏ tin tưởng các cán bộ trên cương vị công tác mới sẽ tiếp tục nỗ lực quyết liệt sáng tạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phát huy sự đoàn kết của cơ quan, đơn vị, tích cực đóng góp vào công cuộc xây dựng, phát triển các ngành và thành phố trong thời gian đến.